xưa nay, tánh tướng thường vắng lặng, Phật tử siêng hành đạo, rồi sẽ được thành Phật. Hòa thượng Từ Thông, hiệu Như Huyện Thiền Sư. Như Lai Viên Giác Kinh, trực chỉ đề cương. Chương 5. Ân ái tham dục là căn bản của sự luân hồi. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn đã mở kho tàng bí mật, khiến đại chúng có được đạo nhãn, thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh. Đối với Đại Niết Bàn có lòng chánh tín kiên cố, không thể rơi vào ảo tưởng với kiến chấp sai lầm. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Đường Bồ Đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? Khi vào trần lao cần có những phương tiện chi trong sự nghiệp giáo hóa độ chúng sanh? Cuối mong Như Lai mở rộng lòng từ bi, chỉ dạy cho các Bồ Tát và chúng sanh có được tuệ nhãn sáng trong, gương lòng tỏ rạng, hầu tiếp thu tri kiến Như Lai vô thượng. Phật dạy Di Lặc, những lời ông hỏi rất có ý nghĩa, sẽ đem lại lợi ích cho Bồ Tát và chúng sanh. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì ân ái tham dục mà tác tạo ra nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. Trong thế giới có các loại chúng sanh, như sanh do thai, do trứng, do ẩm ướt, do biến hóa, đều do dâm dục mà hình thành tánh mạng. Vì vậy cho nên biết rằng nguồn gốc của luân hồi chính là sự ái ân. Dục hỗ trợ cho ái, ái làm tăng trưởng dục, thành ra chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tương tục. Thế cho nên chúng sanh ái mạng cũng tức là ái dục. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả. Cảnh dục sanh khởi, có cảnh bằng lòng, có cảnh trái ý, mà giấy niệm ghét yêu tạo ra các thứ nghiệp ác. Do vậy mà có đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Nhận biết dục là nguyên nhân của khổ đau, sanh lòng nhàm chán, bỏ ác làm lành thì được thiện quả ở cõi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục, chuyện tu định xả và đam mê nơi đó thì cũng chỉ là tăng trưởng một phần thiện quả, vẫn chưa ra khỏi luân hồi, không thể thành thánh đạo. Vì thế chúng sanh muốn thoát ly sanh ra khỏi luân hồi phải trừ sạch khác ái. Các Bồ Tát thị hiện sanh ở nhân gian không phải do gốc ái mà do lòng từ, vì muốn dạy cho chúng sanh xa lìa tham dục ái ân mà có mặt trong đường sanh tử. Chúng sanh đời sau xả hết các thứ dục, trừ bỏ ghét yêu thì mới bứng sạch gốc rễ luân hồi. Bấy giờ siêng năng cầu học tu tập cảnh giới Như Lai viên giác thì tâm được sạch trong, bèn được mở mang tỏ ngộ. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát huy vô minh, từ đó sanh ra năm hạng chủng tánh khác nhau, căn cứ trên hai thứ chướng mà phước báo và tội báo khác nhau. Hai chướng là lý chướng và sự chướng. Lý chướng, chướng ngại trí, hiểu biết nhận thức đúng chân lý,
sự chướng do những hành vi bất thiện, cho nên nối dài đường sanh tử thêm ra. Hai chướng chưa đoạn trừ thì gọi đó là chủng tánh phàm phu, hạng người chưa thành Phật. Nếu đoạn hết tham dục, dứt trừ sự chướng, lý chướng chưa đoạn thì ngộ nhập cảnh giới thanh văn, duyên giác gọi đó là chủng tánh nhị thừa. Có chí lớn muốn dạo chơi trong biển đại viên giác Như Lai, phát nguyện dũng mãnh đoạn trừ hai chướng. Hai chướng tìm phục thì sự nhận thức chân lý rộng sâu, chứng nhập Bồ Tát cảnh giới, gọi là hạng người chủng tánh đại thừa. Sự chướng và lý chướng đã đoạn trừ trọn vẹn thì thể nhập Như Lai viên giác cảnh giới vi diệu, tròn đủ Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng chứng nhập Như Lai viên giác vi diệu. Tuy nhiên, trên đường tu hành, người thiện tri thức cũng là một trợ duyên có tánh quyết định. Trở thành ngoại đạo, nhị thừa hay đại thừa đều ảnh hưởng và tùy thuộc cái đạo lý và pháp tu hành của người thiện tri thức hướng dẫn giáo hóa lúc mới phát hiện tâm. Do vậy, pháp tu hành chia ra có đốn, có tiệm. Nếu đủ duyên lành gặp được giáo lý Như Lai vô thượng dẫn dắt đi con đường chánh, thì không luận căn cơ đều có thể thành tựu Phật quả. Nếu chẳng may trong lúc mới phát tâm tu hành gặp nhầm người tà kiến hướng dẫn vào đạo, bài vẽ pháp tu sai lạc chánh nhân, mịt mờ chân lý, hạng người như thế gọi là chủng tánh ngoại đạo. Dù bị sư ngoại đạo hướng dẫn tu hành lầm lạc, lỗi đó không phải ở chúng sanh, mà tại vì lúc phát tâm không vận dụng trí tuệ đắn đo cân nhắc. Vì vậy mà có năm chủng tánh khác nhau cùng hướng về một mục đích vô thượng Bồ Đề. Khác với hạng người trong năm chủng tánh kia, Bồ Tát vận dụng đại bi phương tiện thị hiện các thứ hình tướng hoặc từ hoặc uy, lẫn lộn trong thế gian đồng sự với chúng sanh để khai ngộ. Giáo hóa khiến cho thành tựu Phật đạo. Việc làm đó của Bồ Tát phát xuất từ nguyện lực thanh tịnh vô thủy nhằm thoát độ chúng sanh. Chúng sanh đời sau đối với Như Lai viên giác nên khởi tâm tăng thượng, phát đại nguyện rằng: tôi nguyện trụ trong Như Lai viên giác, gần gũi thiện tri thức, tránh xa ngoại đạo và nhị thừa. Nguyện đoạn trừ các chướng lần lần tiến lên pháp điện, thanh tịnh đại viên giác trang nghiêm. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Di Lặc, ông nên biết, tất cả các chúng sanh không được đại giải thoát đều do lòng tham dục mà rớt trong sanh tử. Nếu dứt hết ghét yêu và tham sân si mạng, không luận chủng tánh nào đều được thành Phật đạo. Hai chướng dứt hết rồi, cầu thầy được chứng ngộ, tùy thuận Bồ Tát nguyện, an trú đại Niết Bàn. Mười phương chư Bồ Tát đều dùng nguyện đại bi thị hiện vào sanh tử. Người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau siêng năng trừ ái kiến, đại viên giác được về. Trực chỉ đề cương. Luân hồi là một chân lý phổ biến. Giáo lý luân hồi
không phải dành riêng cho những người có đức tin Phật. Hiện tượng vạn hữu đều ở trong quy luật tuần hoàn luân hồi. Nói theo thuật ngữ của Phật giáo, vô tình chúng sanh, hữu tình chúng sanh đều chịu sự chi phối của quy luật luân hồi. Xuân hạ thu đông, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình. Sanh già bệnh chết là biểu hiện luân hồi của chúng sanh hữu tình. Cho nên đúng chân lý thì luân hồi không phải là sự kiện đáng lo sợ, vì đó là quy luật, là chân lý. Sự luân hồi mà Bồ Tát Di Lặc yêu cầu Phật khai thị ở đây là thứ luân hồi trong sáu nẻo trực tiếp chịu sự chi phối khổ não ưu bi của các cõi trời, người, Atula, quỷ, súc sanh và địa ngục. Tạo nghiệp luân hồi có tương quan với chủng tánh. Mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Chủng tánh phàm phu thường tạo nghiệp nhân luân hồi trong thế giới lục phàm. Chủng tánh nhị thừa và chủng tánh đại thừa chỉ tạo nhân luân hồi trong cảnh giới tứ thánh mà thôi. Ái ân và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sanh tử ưu bi khổ não. Ái ân nuôi lớn tham dục, tham dục làm tăng trưởng ái ân, kết thành chuỗi dài nhân quả tương tục. Sanh mạng do dục mà có, dục là nhân của sanh mạng là quả của dục. Vì vậy, ái mạng tức là ái dục, chẳng qua ái mạng là ái quả, còn ái dục là ái nhân. Cảnh ái dục có bằng lòng và trái ý, từ đó sanh khởi ý niệm ghét thương thân sơ thủ xã, tạo ra nhiều nghiệp ác. Do vậy có ra các đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Biết tai hại của ái dục, phát tâm tu các thiện nghiệp thì được quả báo cõi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục tu thiền định xả, một thứ định cao nhất trong tứ thiền, nhưng nếu lệch đi một ý niệm khởi ý đam mê sự thanh tịnh thì vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Bởi vì đam mê là một hình thức ái, dù là ái thanh tịnh, ái bồ đề, niết bàn. Thế cho nên tất cả chúng sanh muốn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi cần phải đoạn trừ gốc ái. Bồ Tát, Phật tùy nguyện thọ sanh hiện vào các quốc độ trong mười phương để hóa độ chúng sanh. Sự thọ sanh của các ngài không có bị khổ não ưu tư chi phối, cho nên sự thọ sanh đó thường được kính trọng xưng gọi bằng cái từ thị hiện. Thực lý thì đó cũng là một hình thức luân hồi của những bậc đại giác, luân hồi trong tỉnh thức, không bị chi phối bởi lực hấp dẫn của vô minh. Do lẽ đó nên biết rằng Bồ Tát thành Phật không phải là thành cái không có gì hết, cái rỗng không, ở một cõi trống trơn vắng lặng. A-la-hớn là con người, thành A-la-hớn từ con người. Duyên giác Bồ-Tát cho đến vô thượng Bồ-đề Phật vẫn là con người, và các quả vị đó thành tựu từ con người. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên gọi là chủng tánh. Thực lý không có chủng tánh nào cố định. Dù không cố định, nhưng có thể có ra năm thứ chủng tánh khác nhau. Yếu tố để ước định phân chia thành chủng tánh là sự chướng và lý chướng. Sự chướng cũng gọi phiền não chướng. Thứ chướng này thường qua lại trong sáu căn,
biểu hiện thông qua ba nghiệp thân, miệng và ý của con người: sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiện, ác khẩu, tham, sân, si là những biểu hiện cụ thể, là căn bản của sự chướng. Do vậy, sự chướng nối dài đường sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não thêm ra. Lý chướng còn gọi là sở tri chướng. Thứ chướng này cản trở sự hiểu biết trong sáng, nhận thức đúng chân lý, khiến cho con người mê mờ chân lý, không phân chánh tà, thiện ác, triền ngược, giải thoát. Do vậy, đóng bích cửa Niết Bàn, cắt đứt đường Bồ Đề Phật. Đối với sự chướng, lý chướng còn chưa có ý thức đoạn trừ, hạng người như thế gọi là chủng tánh phàm phu. Dứt trừ sự chướng, chưa đoạn lý chướng, hạng người như thế gọi là chủng tánh nhị thừa. Có chí lớn muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, dũng mãnh đoạn trừ hai chướng. Khi hai chướng tiềm phục, trí tuệ rộng sâu trong tiến trình nhận thức chân lý, thể nhập Bồ Tát cảnh giới, có sức tự tại đối với vạn pháp. Như thế gọi là hạng người chủng tánh đại thừa. Trên đường tu, người thiện tri thức có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Trong lúc mới phát tâm, chẳng may gặp phải người tà kiến khuyến hóa tu hành, sai lạc chánh nhân thành Phật, vang thần khấn quỷ, trì tà chú luyện âm binh. Người như thế lạc vào chủng tánh ngoại đạo. Nếu gặp duyên lành trở về đường chánh đạo, được thiện tri thức dạy chánh pháp, tu học chánh nhân, người này có thể phát huy thiện nghiệp, tiến lên hoặc cũng có thể tiến xa hơn nữa. Cho nên gọi hạng người ở vào trường hợp như thế là chủng tánh bất định. Tất cả chúng sanh đều có khả năng tu hành để thành tựu đến quả vị Phật. Dù bị tà sư ngoại đạo dẫn dắt sai lạc chánh pháp, nhưng lỗi đó cũng không quy trách nhiệm cho tà sư, cũng không phải vô cớ mà người này đi vào con đường sai lạc ấy. Điều đó phải hiểu rằng nó có tương quan mật thiết trong quá trình gieo trồng hạt giống Bồ Đề của mọi người, có cạn có sâu. Vì vậy mà có năm chủng tánh sai khác. Cùng một sự kiện phát tâm, người trí phải chín chắn suy nghĩ về hành động của mình và mục đích của sự phát tâm đó. Phát tâm tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, kết quả khác nhau như đen với trắng. Người đệ tử Phật muốn rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, chỉ có thể phát tâm chánh, chơn, đại và viên. Phát tâm như vậy sẽ không lệch mục tiêu cao đẹp của người con Phật đang tiến bước trên đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Chương 6. Tánh viên giác vốn là phi tánh. Bấy giờ, Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn, vì chúng con nói những việc bất tư nghì, từ trước chúng con chưa từng được nghe. Nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Thế Tôn, thân tâm chúng con khinh an thư thới, được lợi ích lớn lao. Kính xin Như Lai Thế Tôn vì đại chúng trong hội này dạy rõ thêm về tánh viên giác. Đối với Như Lai viên giác diệu tánh chúng sanh, Bồ Tát và chư Phật tu hành khi chứng đắc có sai khác chi chăng? Cúi mong Như Lai chỉ dạy, khiến cho chúng sanh đời sau tùy thuận khai ngộ và lần lần thể nhập. Một, Phật dạy: Thanh Tịnh Tuệ, ông cũng lại hỏi Như Lai
về pháp tu hành tiệm tiến sai biệt. Này thanh tịnh tuệ, viên giác tự tánh vốn là phi tánh, tùy thuận các tánh hư vọng đối đãi mà Như Lai khai thị. Thực lý thì không có gì để chứng đắc, cũng không có gì để nắm lấy, bởi vì ở trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa, huyễn hóa diệt, không còn ai là người chứng đắc. Ví như con mắt không tự thấy con mắt, vì tánh của nó tự bình đẳng, không có chủ thể bình đẳng can dự vào. Chúng sanh mê mờ điên đảo, chưa có thể diệt trừ huyễn hóa. Đối với kẻ diệt người chưa, dựa trên công dụng hư vọng đó mà giả định ra có sai biệt. Nếu tùy thuận cảnh giới tịch diệt viên giác Như Lai, thì không có đối tượng tịch diệt và người chứng nhập tịch diệt. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, do vọng tưởng về bản ngã và tham ái bản ngã, cho nên khởi niệm ghét thương đam mê ngũ dục, không từng phản tỉnh hồi quang. Nếu gặp thiện tri thức, chỉ bài tánh viên giác thanh tịnh, xác định rõ ràng và phân tích tánh khởi diệt vô thường hư huyễn của tự ngã, bèn nhận biết kiếp sống này chỉ là bóng quán khởi diệt trong Như Lai viên giác nhiệm màu. 3. Lại có hạng người trừ hết bóng quán khởi diệt như huyễn, được cảnh giới thanh tịnh, bèn chấp ở cảnh tịnh, khiến cảnh tịnh trở thành đối tượng chướng ngại. Cho nên, ở trong viên giác mà không được tự tại, hạng người như thế gọi là phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Hàng Bồ Tát thường bị chướng ngại vì hiểu biết. Dù trừ được cái ngại đó, nhưng còn mắc vào cái ngại giác tri năng quán, do vậy mà không được tự tại. Hạng người như thế gọi là Bồ Tát chưa đăng địa tùy thuận tánh viên giác. Này thanh tịnh tuệ, có sở chiếu, năng chiếu đều là chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác mà không trụ ở giác. Năng chiếu, sở chiếu đồng thời vắng bặt. Ví như người tự cắt đầu, đầu đã đứt rồi mà không có người cắt. Cũng vậy, lấy tâm ngại tự diệt các chướng ngại, ngại đã diệt hết rồi, không có người diệt ngại. Nhận thức rằng giáo lý của kinh điển ví như ngón tay chỉ trăng, nhìn thấy trăng rồi, ngón tay không phải là trăng. Tất cả Như Lai vận dụng ngôn thuyết khai thị cho Bồ Tát cũng như thế đấy. Hạng người như vậy gọi là Bồ Tát đăng địa tùy thuận tánh viên giác. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chướng ngại là cứu cánh giác. Niệm đúng, niệm sai đều là giải thoát. Pháp tốt, pháp xấu đều là niết bàn. Trí tuệ ngu si đều là bát nhã. Pháp hành của Bồ Tát, của ngoại đạo đều là Bồ Đề. Vô minh, chân như xem đồng một thể. Giới, định, tuệ, dâm, nộ, si đều là phạm hạnh. Chúng sanh, quốc độ đồng một pháp tánh. Địa ngục, thiên cung đều là tịnh độ. Hữu tình, vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát. Dùng pháp giới hải tuệ thấy rõ thực tướng của các tướng y như hư không. Đấy gọi là cảnh giới Như Lai tùy thuận tánh viên giác.
4. Này Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát và chúng sanh nào ở trong mọi lúc không khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng không ngăn dứt, ở cảnh vọng tưởng không tăng thêm bực bội, lúc không bực bội không luận bàn chân thực. Những chúng sanh nghe được pháp môn như thế mà tin hiểu, thọ trì, không sanh kinh sợ, đó là người tùy thuận tánh viên giác, trọn vẹn trên cõi đời. Các ông phải biết, những chúng sanh như thế là người đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và Đại Bồ Tát, là người đã trồng sâu gốc rễ phước đức rồi. Phật nói như thế, quyết định thành tựu nhất thiết chủng trí. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Thanh Tịnh Tuệ nên biết, tánh Bồ Đề viên mãn, không lấy cũng không chứng, không Bồ Tát chúng sanh, lúc giác và chưa giác, thứ lớp có sai khác, chúng sanh ngại vì biết, Bồ Tát ngại vì quán, đăng địa tròn tịch diệt, không trụ tất cả tướng, đại giác đều viên mãn, gọi tùy thuận hoàn toàn. Hậu thế các chúng sanh tâm không sanh hư vọng, Phật nói người như thế là Bồ Tát hiện đời. Cúng dường mười phương Phật, công đức đã tròn đầy, dù có nhiều sai biệt, phương tiện của Như Lai. Trực chỉ đề cương. 1. Hiện tượng sanh từ bản thể, tùy duyên sanh trong bất biến. Cảnh mộng sanh từ cõi thực, khách về chỗ ở luôn. Bụi mờ lắng xuống, hư không trường tồn. Vấn đề mê giác cũng lại như vậy. Ngoài cảnh giới toàn mê, tất còn có cảnh giới viên giác. Thế cho nên thực lý mà nói, diệu tánh viên giác vốn không là gì cả. Nó là cái tánh ngoài các thứ tánh chấp ngã chấp pháp, các thứ tánh biến kế, y tha cần viễn ly, phần còn lại không viễn ly được, gọi cái đó là diệu tánh viên giác vậy thôi. Kinh nói, viên giác tư tánh phi tánh tánh hữu, diệu tánh viên giác vốn là phi tánh. Tùy thuận tánh viên giác đồng nghĩa với tùy thuận pháp tánh. Người tu viên giác gọi là xứng tánh khởi tu, cho nên cảnh giới viên giác không phải là đối tượng sở chứng. Người tùy thuận viên giác không có cái để được, bởi vì thật tướng là vô tướng. Do vậy mà khi chứng nhập cảnh giới viên giác, không còn thấy có cảnh giới tịch diệt và người được tịch diệt. 2. Chúng sanh thường qua lại rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, vậy mà không biết không hay. Cũng như những kẻ sanh manh đang hòa mình trong ánh sáng tươi mát diệu hiện, muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, mà không hề thưởng thức được cảnh sắc mùa xuân rạng rỡ hữu tình. Người xưa nói, ở trong nước chớ nhọc công tìm nước, đứng trên non đừng phí sức tìm non. 3. Vấn đề tùy thuận viên giác nói một cách thông thường dễ hiểu là vấn đề chứng đắc. Như Lai viên giác diệu tánh là tánh bình đẳng, là chân lý phổ biến. Cho nên chúng sanh, Bồ Tát, Phật khi tùy thuận viên giác rồi thì tất cả bình đẳng, không có gì sai khác. Tuy nhiên, dựa trên công dụng hư vọng diệt trừ huyễn hóa hư vọng, có kẻ diệt người chưa, kẻ diệt nhiều người diệt ít, mà ước định địa vị, giả đặt mỗi địa vị một cái tên.
phàm phu tùy thuận giác tánh, nhị thừa tùy thuận giác tánh, Bồ Tát địa tiền tùy thuận giác tánh, Bồ Tát đăng địa tùy thuận giác tánh, Như Lai tùy thuận giác tánh. Thế thì quả không sai khác, mà nhân thì có sai khác. Nhân đã sai khác thì dựa trên căn tánh và sức tinh tấn của mỗi người mà Như Lai viên giác diệu tánh dường như có sai khác. Ví như ngọc kim cương vốn không có nhiều màu, tùy góc đứng của người nhìn ngắm mà màu sắc biến ảo, dường như ngọc kim cương thật có nhiều màu. Phàm phu vừa trừ được huyễn hóa lại đam mê vào cảnh tịch tịnh, Bồ Tát địa tiền diệt được giải ngại nhưng còn vướng mắc triến ngại, Bồ Tát đăng địa thường giác thường chiếu dùng tâm ngại diệt chướng ngại, ngại diệt hết rồi không thấy có người diệt ngại. Ví như người tự cắt đầu mình lại nhận thức rằng tất cả kinh điển như ngón tay chỉ trăng. Như Lai thì tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Sử dụng pháp giới hải tuệ, nhìn thấy pháp giới trong mười phương, như hoa đớm trong hư không, loạn khởi loạn diệt. Sanh tử và niết bàn như mộng sự đêm qua. Phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã và sống trong Bát Nhã để đủ sức quán chiếu. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bóng bọt, như sương như điện xẹt, như vậy mà tư duy. Tư duy như thế rồi tự mình nhận định và xác định bằng cái tuệ đích thực của mình. Lúc bấy giờ hành giả có được cái nghị lực phi thường trước mọi biến thiên thành bại của vạn pháp. Hành giả sẽ là con người tự tại đến độ như như bất động. Chương 7: Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na là pháp hành căn bản trong toàn bộ nền giáo lý Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát quy đức tự tại đảnh lễ dưới chân Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con dạy rõ phương pháp tu hành tùy thuận viên giác tánh. Hàng Bồ Tát chúng con giác tâm bừng sáng, phải tu tập mà được lợi ích lớn lao. Bạch Thế Tôn, ví như đại đô thành, đường đi vào không phải một, tùy hướng mà đến, theo sự thuận lợi và ý thích của mỗi người. Bồ Tát tu hành trang nghiêm Phật độ có lẽ không phải chỉ có một pháp môn. Cúi xin Như Lai vì chúng con và chúng sanh đời sau dạy cho pháp môn tu hành tiệm tiến. Chúng con cần phải làm gì và có bao nhiêu phương cách để vun bồi trí tuệ, hầu tỏa ngộ diệu tánh viên giác, để rong chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai. Phật dạy: Này uy đức tự tại, vô thượng diệu giác phổ biến khắp mười phương, sản sanh ra chư Như Lai và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. Ở trong đó, việc tu hành không có hướng hai, nhưng vì tùy thuận căn cơ chủng tánh mà bài phương tiện nên có vô lượng pháp môn sai khác. Tuy vậy, có thể tóm kết sự sai khác ấy trong ba phương thức tu hành căn bản. Một, trước hết Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Lấy sự tỏ ngộ ấy làm đối tượng trụ tâm, từ đó vọng niệm đứng lặng, tuệ giác phát sanh, nhận biết phiền não nội tâm chỉ là thứ khách trần, xả bỏ được tính chấp nặng nề tâm hành giả
bèn có được trạng thái khinh an tịch tỉnh. Bấy giờ tâm của chư Phật hiển hiện vào như hình tượng ảnh hiện trong gương. Thực hiện phương thức này thành tựu, gọi đó là pháp môn phương tiện Samatha. Chỉ 2. Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Sử dụng giác tâm nhận thức căn trần đều là huyễn hóa. Lấy huyễn tâm trừ huyễn cảnh, lấy huyễn trí giải hóa huyễn tâm. Bừng tỉnh giác biết rằng thân tâm cảnh giới đều hư huyễn. Bấy giờ tâm hành giả được trạng thái khinh an đại bi. Theo đà phát triển của giác tâm thanh tịnh tăng tiến tu hành, trưởng dưỡng quán trí như đất nuôi mạ. Thành tựu hiệu lực như thế, gọi là pháp môn phương tiện Tam Ma Bát Đề Quán. 3. Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Sử dụng giác tâm trừ chấp, xóa bỏ cái thấy biết huyễn hóa, xóa bỏ cái nhận thức thanh tịnh của giác tâm, không để cho ngăn ngại vì cái biết và cái không biết. Vượt qua tất cả ngại, thân tâm hiện hữu trên cõi đời mà niết bàn và phiền não không trở ngại gì nhau. Ví như tiếng ngân vang của chuông từ chuông mà có, nhưng tiếng và chuông không hề ngăn ngại cho nhau. Lúc bấy giờ hành giả phát ra sự khinh an tịch diệt, tùy thuận diệu tánh viên giác. Ở trong cảnh tịch diệt, ý niệm vọng chấp ta, người, chúng sinh và thọ mạng trở thành phù hư, không còn công dụng. Thành tựu được hiệu lực như thế, gọi là pháp môn tu tập thiền na, gọi tắt là thiền. Này uy đức tự tại, ba pháp môn đó là những phương thức gần gũi và tùy thuận tánh viên giác. Mười phương Như Lai nhân đó mà thành Phật, mười phương Bồ Tát, bao nhiêu phương tiện đồng dị, cuối cùng đều y ba phương thức tu hành đó. Mà người thì chứng ngộ, kẻ được thể nhập Như Lai viên giác. Này uy đức tự tại, giả sử có người siêng tu thánh đạo, giáo hóa thành tựu trăm ngàn muôn ức A-la-hớn, bích chi Phật, không bằng người nghe pháp môn viên giác thanh tịnh này, tùy thuận tu tập trong một sát na. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Uy đức, ông nên biết, viên giác tâm vô thượng, bản chất không hai tướng, tùy thuận mở phương tiện, pháp môn có rất nhiều. Như Lai tóm kết lại, phương thức có ba điều: tịch tỉnh Samatha như gương in ảnh tượng, như huyễn Tam Ma Đề, như đất nuôi mộng mạ, thiền na sâu tịch diệt, như tiếng ngân và chuông. Ba pháp môn màu nhiệm đều tùy thuận viên giác, mười phương các Như Lai và chư Bồ Tát chúng, nhân đấy được thành đạo, ba pháp tu viên mãn, được cứu cánh niết bàn. Trực chỉ đề cương. Trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn để tu và hành. Tùy hoàn cảnh, căn tánh, hành giả có thể chọn một pháp môn tu thích hợp với mình. Kinh sách Phật có câu vô lượng pháp môn tu. Ý nghĩa của câu đó cho biết rằng người tu chọn pháp môn nào cũng được, đều có thể đạt mục đích được, không nhất thiết bắt buộc phải theo một pháp môn giáo điều cố định nào. Đó là tinh thần phóng khoáng,
và tánh tự do của nền giáo lý Phật. Tuy vậy, trong phóng khoáng tự do vẫn có tiêu chuẩn của tự do phóng khoáng. Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na là tiêu chuẩn chung cho tất cả pháp môn. Samatha phản âm Trung Hoa dịch là chỉ. Chỉ là ngăn đứt vọng tâm, chặn đứng loạn tưởng. Tâm con người thường ngày quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, không có phút đứng yên. Tất cả thứ đó là nguyên nhân gây ra khổ não. Hành giả vận dụng nội lực cắt cỏ, chặn đứng các thứ vọng tưởng của cái vòng luẩn quẩn ấy để tâm được dừng trụ. Tâm dừng trụ một chỗ, đó là công dụng của pháp tu chỉ và Samatha. Trạng thái dừng trụ yên tĩnh được chiếm nhiều thời gian trong ngày, trong cuộc sống. Đây là bước đầu hành giả được làm quen và là cơ hội để hành giả nhận diện bộ mặt thật của chân tâm thường trú của mình. Tamma Bát Đề, Trung Hoa dịch là quán. Quán là vận dụng trí để nhận xét đối tượng. Ví dụ, cái bàn, lấy cái bàn làm vật đối tượng để nhận xét. Ví dụ, cái bàn là vật vô thường. Qua nhận xét bằng trí, hành giả thấy cái bàn vô thường là một chân lý. Trí nhận xét thuật ngữ gọi là năng quán. Cái bàn bị nhận xét thuật ngữ gọi là sở quán. Dùng trí năng quán, quán xét biết được đối tượng sở quán, cái bàn, là một vật vô thường. Đó là cách sử dụng Tamma Bát Đề trong tu tập. Dựa trên pháp quán về cái bàn ấy, bậc đại trí Lợi Căn còn suy diễn và đánh giá hiện tượng vạn hữu qua kết luận bao quát bằng sự nhận thức chân lý. Tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường, vì chúng là vật chất. Phàm vật chất đều vô thường, ví như cái bàn. Thiền Na là phạn âm Trung Hoa dịch tĩnh lự, có nghĩa là tư duy trong tịch tĩnh. Chữ tĩnh có ý nghĩa như chữ chỉ, chữ lự có ý nghĩa như chữ quán. Do vậy, Thiền Na được hiểu đồng nghĩa như chỉ quán. Cho nên nói đến tu thiền là nói đến pháp môn chỉ quán song tu. Thiền gọi tắt của từ Thiền Na ấy. Tóm lại, Samatha, Tamma Bát Đề, Thiền Na là ba pháp môn chỉ quán và chỉ quán đồng tu. Đó là ba pháp môn căn bản của 84.000 pháp môn tu trong đạo Phật. Học Phật, tu Phật mà không biết sử dụng chỉ quán hoặc chỉ quán đồng tu thì quả quyết mà nói thẳng rằng cách tu đó, bất cứ với dạng thức nào, đều được xem là tu sai lạc, hoàn toàn không đem lại một lợi ích, một kết quả nào. Ví như người thợ làm bánh trung thu, trong lò bánh không có bột, đường, thịt, hạt, trứng, thì không làm sao có được bánh trung thu ngon lành trong thị trường trung thu tháng 8.